Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc lại gây phẫn nộ xã hội vì những phát ngôn ngớ ngẩn của ông. Bằng mọi giá phải giải ngân vốn đầu tư công tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo địa phương nào cần tiền để phát triển, chính phủ mang tiền đến Câu hỏi được đặt ra là tiền ở đâu để mang đến từng địa phương. Đại dịch về Vũ Hán gây ra khiến cho kinh tế Việt Nam tuột dốc. Nhiều tỉnh, thành, phố trong 6 tháng đầu năm có kết quả tăng trưởng âm. Mục tiêu đạt được chỉ tiêu GDP như kế hoạch do Colomer Nguyễn Xuân Phúc đề ra có nguy cơ bị thất bại. Bằng mọi giá, phải cứu lấy kinh tế nên Phúc chỉ đạo phải các địa phương phải giải ngân Lấy số liệu tính toán của Tổng cục Thống kê Phúc cho hay cứ 1% đầu tư thì sẽ góp phần tăng GDP 0,06%. Cho nên, toàn bộ các tỉnh thành phải tập trung giải ngân đầu tư công gần 28 tỷ đô la, tương đương với 633.000 tỷ Việt Nam đồng. Vấn đề là tiền có tồn tại thực trong ngân khố hay không hay chỉ là các báo cáo ảo trên bảng thành tích mỗi năm Từ trước đến nay tiền hỗ trợ chính sách rót về địa phương Thường đưa các quan chức đem đi gợi ngân hàng xoay vòng để trục lợi Chính vì điều này mà bao lâu nay người dân đi vay vốn so đói giảm nghèo, giảm đói thường xuyên Nhận tiền chậm trễ và quá hạn Chỉ tính riêng trong đại dịch virus Vũ Hán Gói cứu trợ 62.000 tỷ Việt Nam đông Phúc chỉ đạo đưa ra để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch virus Vũ Hán gây ra, đến nay chỉ có chưa đến 1 phần 3 số tiền thực tế đến được tay người dân. hãng nghiên cứu thị trường IPSOS vừa thực hiện khảo sát cho thấy khoảng 90% người dân Việt Nam tham gia khảo sát khẳng định thu nhập trở nên tiêu cực vì sự bùng phát của đại dịch virus Vũ Hán và biện pháp giãn cách xã hội. Gần phân nửa trong số đó bị giảm trên 20% thu nhập, chủ yếu tập trung vào nhóm người lao động phổ thông. Với tình hình thực tế này, CLMV Nguyễn Xuân Phúc đến các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để hô khẩu hiệu rằng địa phương nào cần tiền chính phủ sẽ đem đến lấy lý do rằng tiềm năng lớn của các tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên với 9 sân bay, 14 cảng biển, 9 khu vực kinh tế, nhiều khu công nghiệp có hạ tầng tốt, nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc sắc. Nhưng Phúc quên rằng tất cả đều phải phụ thuộc vào thị trường quốc tế. Trong khi chính GLMV Nguyễn Xuân Phúc đã từng nổ rằng thế giới đang suy thoái chỉ có một mình Việt Nam đang trên đà ổn định. Cũng như ông Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu tại hội nghị rằng mây đen phủ kín toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam. Tiền từ đâu ra để Phúc đem đến tay dân như lời hô hào. Và trước đó không lâu, ngày 21 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố là giảm giá thịt heo về khoảng trên dưới 60.000 Việt Nam đồng. Và đến nay giá thị trường tại Việt Nam liên quan đến thịt heo giá bây giờ là bao nhiêu chắc các bạn cũng biết được giá của nó ít nhất là gấp 3 lần số tiền mà ông Phúc giao quy định là chỉ 60.000 đồng trên 1 kg thịt heo sớm giảm giá thịt heo và khoảng trên dưới 60.000 đồng một kg, bình ổn giá gạo, giảm giá điện, giá nước và một số mặt hàng thiết yếu khác để giảm bớt khó khăn cho người dân sau tác động của đại dịch virus Vũ Hán. Đó là lời kêu gọi cũng như lời phát biểu nổ lung tung của CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà thực tế thì giá điện, giá thịt heo và các mặt hàng khác như giá nước và một số các mặt hàng tiêu dùng khác đều tăng giá một cách đột biến. Thủ tướng nêu rõ khả năng hoàn toàn kiểm soát lạm phát dưới 4% trong năm nay và yêu cầu thực hiện các giải pháp đồng bộ hữu hiệu để sớm giảm giá thịt heo về khoảng trên dưới 60.000 đồng một kg, bình ổn giá gạo, giảm giá điện, giá nước và một số mặt hàng hóa. Dịch vụ thiết yếu để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đời sống người dân do tác động của dịch virus Vũ Hán. Giá thịt heo thành phẩm quá cao trên thị trường hiện nay. Phát biểu tại một cuộc họp lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết với khả năng sản xuất dự kiến từ tháng 6 trở đi, sản lượng thịt heo trong nước sẽ đáp ứng được phần lớn nhu cầu. Còn theo số liệu từ Tổng cục Hải quan đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 45.000 tấn thịt heo. Riêng tháng 6 vừa qua, Việt Nam đã nhập 45 triệu con heo tại Thái Lan. Lý giải về giá thịt heo trên thị trường, Bộ Công Thương cho rằng giá bán lẻ thịt heo thành phẩm phụ thuộc vào giá heo hơi. Giá heo hơi càng cao, giá bán lẻ thịt heo thành phẩm cũng tăng theo tỷ lệ tương ứng. Hiện nay giá heo ở mức 80 đến 90.000 đồng trên 1 kg và giá thịt thành phẩm tại các chợ phổ biến là ở 145 đến 165.000 đồng trên 1 kg, thậm chí có những nơi tới 250.000 đồng 1 kg. Thủ tướng yêu cầu cần thực hiện các giải pháp đồng bộ hữu hiệu để sớm giảm giá thịt heo về khoảng dưới 60.000 đồng trên 1 kg. Đánh giá về giá thịt heo hơi lên tới 90.000 đồng 1 kg là quá đáng. Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề, người dân chăn nuôi có hưởng không hay chỉ là một bộ phận được hưởng? Một bộ phận đó là ai? Chắc chắn ông Nguyễn Xuân Phúc cũng thừa biết. Thủ tướng do cho các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, tài chính, công an theo chức năng nhiệm vụ được giao hiện ngay các giải pháp, thực hiện ngay các giải pháp để bình ổn giá thịt heo. Trước hết là kiểm tra giá thành, đặc biệt là các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, quy mô lớn để có biện pháp hữu hiệu. Nếu phát hiện thao túng giá đầu cơ, trục lợi, phải xử lý theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm trường hợp làm tình hình giá cả xấu đi. Việt Nam nhập giá thịt heo của Thái Lan chỉ có giá 45 bát trên 1 kg thịt heo hơi. Tính ra tiền Việt Nam thì khoảng 35.000 đồng trên 1 kg heo hơi. Nhưng khi về tới Việt Nam thì họ đã đẩy giá lên bao nhiêu? Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải làm tốt hai mặt, tăng trưởng tốt và giá cả ổn định, bảo đảm cuộc sống nhân dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn. Thủ tướng lưu ý phải thể hiện rõ các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, giao nhiệm vụ cụ thể có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp chậm trễ bỏ bê vi phạm quy định, quá chậm để tình hình giá quá xấu. Đối với mặt hàng gạo, Thủ tướng Klmv Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần xuất khẩu gạo kiểm soát để bảo đảm an ninh lương thực và quyền lợi cho người đồng dân, chấn chỉnh những lệch lạc vừa qua, xử lý nghiêm những sai phạm. Đề nghị giảm giá sách giáo khoa, giá nước và giá dịch vụ vận tải. Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành liên quan có biện pháp cụ thể giảm hàng loạt mặt hàng và dịch vụ thiết yếu liên quan đến đời sống của đông đảo người dân. Trong đó, các bộ ngành liên quan có biện pháp cụ thể giảm giá các loại vật tư thiết bị y tế, sách giáo khoa, giá dịch vụ vận tải, bình ổn giá vật liệu xây dựng, các loại hàng hóa thiết yếu để vừa góp phần giảm khó khăn đời sống, vừa giảm chi phí sản xuất kinh doanh bình ổn mặt bằng giá cả thị trường. Về lộ trình tăng lương và điều chỉnh các giá giá các loại dịch vụ y tế từ 1 tháng 7, giá dịch vụ giáo dục từ 9 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Giáo dục đào tạo, y tế, các cơ quan liên quan nghiên cứu đánh giá đầy đủ kỹ lưỡng các tác động ảnh hưởng để báo cáo, để xuất kịp thời với tinh thần chỉ tăng giá các dịch vụ khi đã kiểm soát được số giá và thời điểm thích hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến mục tiêu điều hành giá, nhưng thực tế những hô hào giảm giá thịt heo chỉ có ở trên TV. Và như số tiền bỏ ra chỉ cho ngành công an của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã cao hơn rất nhiều so với số kinh phí chi ra cho ngành y tế và ngành giáo dục tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trước đó không lâu hồi tháng 5, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc lại nổ tung vụ Sài Gòn cùng với 7 tỉnh Nam Bộ sẽ là bát giáp kim cương. Dường như sau lần bị dân mạng chỉ trích diễu cợt Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vẫn ham nổ bạo. Mỗi lần ông này chủ trì cuộc họp về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Trong hội nghị các với các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hôm 30 tháng 5 tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc được báo điện tử Chính phủ Cộng sản Việt Nam dẫn lời Sài Gòn cùng 7 tỉnh còn lại sẽ là bát giáp kim cương. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ về đích sớm hơn ít nhất 10 năm so với cả nước trong mục tiêu Việt Nam hùng cường thịnh vượng, tức là trở thành một vùng hùng cường vào năm 2035. Chúng ta cũng đã từng nhớ rằng lời hô hào của ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh. Ông Nông Đức Mạnh từng có biệt danh là Mạnh Mượt bởi vì tóc ông nào cũng rất bóng mượt. Cho nên khi hồi trước ông đã từng tuyên bố rằng Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành một nước công nghiệp hiện đại nhưng đến nay đã gần hết năm 2020 nhưng Việt Nam đã trở thành con gì? Việc đưa ra mục tiêu năm 2035 cho thấy người đứng đầu chính phủ cộng sản Việt Nam rút kinh nghiệm về những lần lỡ lời hứa hão của thế hệ lãnh đạo tiền bối. Bởi vì đến thời điểm đó chắc chắn ông Phúc không còn tại vị và công luận sẽ quên những gì ông ta từng hứa hẹn. Có lẽ tại cuộc họp ông Phúc đưa ra quá nhiều lời lẽ hùng hồn nhưng tối nghĩa nên tờ tuổi trẻ dẫn phát ngôn của ông thành một tựa bài mang tính đánh đố người đọc. Thủ tướng, giao thông, giao thông và giao thông, đất đai, đất đai và đất đai. Nhà báo Tâm Tránh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn tiếp thị bình luận trên Facebook cá nhân. Thôi, cho xin cái nhẫn cỏ, không cần kim cương, hột xoàn gì, cho liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ông Thủ tướng ơi. Nam Bộ cần những câu trả lời cụ thể. Ông Tâm tránh nêu một loạt câu hỏi, vì sao quốc gia chậm hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thậm chí cho đến giờ dân chúng không biết bố trí đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển ở những đâu và kết nối với nhau như thế nào? với tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn cần có quan điểm rõ ràng dứt khoát trung ương điều tiết bao nhiêu để lại cho địa phương bao nhiêu và tỷ lệ đầu tư để lại để ưu tiên tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên kết vùng có cơ chế điều hành cấp vùng cần phải nhìn nhận một hiện các mục tiêu xây dựng hạ tầng này đang vượt quá năng lực tổ chức thực hiện quản lý kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải theo Facebook Tránh Tâm. Cũng cần nói thêm rằng vài ngày trước cuộc họp bàn về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ông Phúc đang bị cư dân mạng chỉ trích vì là những người ký một nghị quyết về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế đảo Phú Quốc ở tỉnh Kiên Giang. Nhiều blogger trong giới xã hội dân sự suy đoán rằng với hành động mới nhất của chính phủ Clement Nguyễn Xuân Phúc đang cố gắng biến Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong thành một đặc khu cho người nước ngoài, cụ thể là người Trung Quốc mà không cần đến luật đặc khu được chính thức thông qua tại nghị trường. Nghị quyết nêu trên nhiều khả năng mở đường cho người Trung Quốc tự do ra vào Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc cũng như đất liền ở Việt Nam mà không phải một trở gặp một trở ngại nào khiến cho công luận lo an ninh quốc gia bị đe dọa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trước đó nữa phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh hôm 15 tháng 1 năm 2020, Thủ tướng vờ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Trà Vinh là thân đồng kinh tế mới của Việt Nam. Không chỉ riêng Trà Vinh, ông vờ Nguyễn Xuân Phúc khi đến bất cứ địa phương nào luôn đặt mục tiêu phát triển hoành tráng, cho các địa phương đó khiến dân mạng bao phen cười nhạo. Thủ tướng Phúc đi Thanh Hóa đến Tây Nguyên từ Lào Cai cho đến đồng bằng sông Cửu Long ở đâu cũng so sánh với cô gái đẹp ngủ quên, đầu tàu kinh tế và va vô số những mỹ từ khác được ông tự chế ra với cái đầu niễng của mình. Điều đáng nói những mục tiêu và kỳ vọng lớn lao của ông Clover và Nguyễn Xuân Phúc không dựa trên kinh tế và một kế hoạch có lộ trình cụ thể Hoặc những chiến lược đi kèm Để hiện thực hóa điều đó Ngoài ra phát biểu Của ông LMV Nguyễn Xuân Phúc Đã không tính đến thực ra Ẩn chứa nhiều thách thức Mà địa phương phải đối mặt Tóm lại ông LMV Nguyễn Xuân Phúc Đang chém gió Giống như cái đầu của ông Lúc nào cũng nghiêng nghiêng nghẹo nghẹo Tuy nhiên Với cương vị là lãnh đạo quốc gia Rõ ràng là LMV Nguyễn Xuân Phúc chủ quan và thiếu cẩn trọng trong những phát biểu của mình. Hành động chém gió bạt mạng của ông Clmv Nguyễn Xuân Phúc phản ánh sự mơ hồ về tầm nhìn không rõ ràng trong việc đặt trọng tâm kinh tế của tầng vùng. Muốn đất nước phát triển, trước tiên lãnh đạo phải xây dựng một triết lý quản trị đất nước một cách bài bản, thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc, đặc biệt là nên bớt nói những cụm từ sáo rỗng thưa quý vị và các bạn thân mến nhà báo mạnh kim một người có ấn tượng mạnh mẽ sâu sắc về trí tuệ sự tinh anh và quán triệt về đặc tính vùng miền của ông thủ tướng việt nam clmv nguyễn xuân phúc đã bỏ công sưu tập những câu nói của ông thủ tướng việt nam nguyễn xuân phúc trong những lần ông thủ tướng vi hành các tỉnh thành trong cả nước Bộ sưu tập này chưa đầy đủ những phát ngôn của ông Klmv Nguyễn Xuân Phúc, những câu nói của ông và từ lúc ông lên nắm chính quyền cho đến nay. Nhà báo Mạnh Kim viết, Nguyễn Xuân Phúc chắc chắn có tư duy địa lý vì ông định tính cho nhiều vùng đất với những thuộc tính khác nhau. Ông có thể không là nhà kỹ trị với tư duy 4.0 như được kỳ vọng nhưng ông hẳn nhiên có một bộ óc địa lý hóm hình và luôn nhìn tương lai với ánh mắt lạc quan vượt mọi khả năng tưởng tượng. Ông nhìn xuyên suốt từ Bắc xuống Nam, từ Thanh Hóa đến đồng bằng sông Cửu Long, từ Tây Nguyên xuống tận Khánh Hòa. Ông dường như cũng thích khái niệm cô gái đẹp ngủ quên và ông cũng bị nỗi ám ảnh không dứt bởi Singapore, Hồng Kông. Ông đã nhắc đến điều ấy xăm ba lần và ông vừa thích đầu tàu vừa đam mê thủ phụ. Những câu nói của ông chúng tôi xin được trích dẫn cũng chưa đầy đủ lắm trong bộ sưu tập này. Đó là Việt Nam phải là thủ phủ tôm của thế giới. Thanh Hóa là một Việt Nam thu nhỏ. Tây Nguyên là một nóc nhà Đông Dương, là vùng cao về địa lý thì không thể và không nên là vùng trũng giáo dục của cả nước. Khánh Hòa là hình mẫu của một chính quyền đối thoại. Nghệ An phải là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài. Hà Tĩnh, Thanh Hóa là cực tăng trưởng mới. Bắc Ninh phải là thủ phủ sản xuất điện tử sáng tạo của châu Á và thế giới. Tây Nguyên là cô gái đẹp đang ngủ quên. Quảng Nam phải trở thành một tỉnh giàu có toàn diện. Bình Dương phải trở thành đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nhất cả nước bình phước phải là thủ phủ của nông nghiệp và công nghiệp cao cao bằng phải là một hình mẫu vượt khóa vươn lên thoát nghèo ninh bình phải được xây dựng thành một trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế bình thuận phải trở thành trung tâm năng lượng sạch của việt nam hà nội phải là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo thành phố hồ chí minh phải là hòn ngọc chiếu sáng viễn đông đà nẵng phải là thành phố độc đáo độc nhất vô nhị trên toàn thế giới đà nẵng phải phát triển như singapore và hồng kông hải phòng phải là đầu tàu quan trọng của cả nước ninh thuận là tây á thu nhỏ của việt nam đồng bằng sông cửu long phải là nền công nghiệp thông minh long an phải trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước vĩnh phúc sẽ vươn lên trở thành một đầu tàu kinh tế Quảng Ninh là đầu tàu kinh tế của cả nước. Cần Thơ phải là đầu tàu phát triển của vùng. Phú Yên như cô gái đẹp ngủ quên. Chắc chắn trong thời gian tới ông Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam còn đi nhiều và sẽ còn những câu nói để đời. Vì vậy bộ sưu tập này chưa hoàn chỉnh và sẽ còn cập nhật. Trong những câu nói để đời của ông KLMV Nguyễn Xuân Phúc trên đây chúng tôi tập hợp vẫn chưa đầy đủ lắm. Nếu như quý vị và các bạn còn thấy những từ nào mà ông KLMV Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu thì hãy để lại comment ở bên dưới để cho nhiều người được tường tận hơn về trình độ nghiêng nghẹo của ông KLMV Nguyễn Xuân Phúc. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi